Tại sao các nhà du hành trôi nổi được trong không gian? Câu trả lời không phải như những gì bạn đã nghĩ trước đây, rằng họ đã thoát khỏi sức hút của trọng lực đâu. Câu trả lời là vì tất cả các vật thể ngoài không gian được đặt vào một trạng thái liên tục của sự rơi tự do, đó là trạng thái chuyển động chỉ với gia tốc duy nhất là gia tốc được cung cấp bởi lực hấp dẫn. Một tình trạng tương tự xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khi đi thang máy. Chúng ta sẽ cảm thấy mình như không trọng lượng khi mà thang máy rơi với tốc độ đủ nhanh. Em có biết điều gì đã gây ra sương mù không? Sương mù bao gồm vô số những giọt nước nhỏ hoặc các tinh thể băng treo trong không khí ngay trên mặt đất. Nó được hình thành khi không khí lạnh và mặt đất thì ấm, hoặc ngược lại. Trong cả hai trường hợp thì các đám mây hơi nước hoặc các hạt băng xuất hiện dày đặc trên khắp bề mặt không khí sẽ tạo ra hiện tượng sương mù. Tại sao nước không cháy được? Đó là bởi vì cấu tạo hóa học của nước là do hai nguyên tố hydro và oxy tạo nên. Bên cạnh đó, nước được tạo thành do kết quả của sự cháy khi xảy ra phản ứng giữa hai nguyên tố này. Mà đã là sản phẩm của sự cháy thì đương nhiên nó không còn khả năng để cháy rồi. Lấy cái gì mà kết hợp với oxy nữa nè. Các từ vựng tiếng Anh hôm nay: cosmonauts, phi hành gia, fog, sương mù, water, nước, fire, ngọn lửa.